Phúc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các quý vị khách quý. Your Honorable Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Your Excellency Nguyễn Xuân Phúc, Hộ chiếu Ngoại giao và Hộ chiếu Cộng hòa. To begin the signing ceremony, I would like to invite Minister of Foreign Affairs, General J.J. Odongo Abubekar, representing the government of the Republic of Uganda, and Minister of Foreign Affairs, Bùi Thanh Sơn, representing the government of the Socialist Republic of Vietnam, to sign the agreement on exemption from visa requirements for holders of diplomatic and official passports. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính mời hai ngài bộ trưởng nắm lại vị trí. Thank you. May I invite the foreign ministers to remain at the signing table. Tiếp theo, xin kính mời ngài Jeje Odongo Abubakar, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uganda, và ngài Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao. Xin trân trọng kính mời ngài Jeje Odongo Abubakar, bộ trưởng.